Vâng, và bây giờ là có lẽ chúng ta sẽ cùng chuẩn bị đến với đường bay thôi. Tạm thời thì các bạn có thể thấy là đường bay đã kéo từ khu vực gần Hà Tĩnh cho đến khu vực Cam Bravo. Đây là một đường bay mà tôi nghĩ là phù hợp. Ở trong một mắt thì đối với Sanok thì cái việc nhảy dù nó không phải là điều quá khó khăn cho tất cả các team, nên là đường bay ở trong map này thực ra là một cái đường bay mà được hạn chế cái sự may rủi nhất rồi trong tất cả các map thi đấu của PUBG Mobile. Vâng, Sanok là một cái map mà chúng ta thường thấy là thiếu máu và súng thì sẽ không bao giờ thiếu hết. Máu sẽ được tập trung rất nhiều ở trong những cái khu vực như kiểu là Paradise Resort, Painan hay là vị trí ở khu vực Bootcamp. Thậm chí là Quarry cũng sẽ là một cái khu vực mà có nhiều lượng máu. Đa phần những cái thành phố lớn ở trong map thi đấu Sanok, cái trang bị hồi sinh hay là hồi máu sẽ là rất nhiều. FFQ đang có một tình huống di chuyển sang vị trí ở Kampong và hình như đang chuẩn bị đụng độ một đội tuyển nào đó rồi. Vâng, đây có thể sẽ là một cái màn đụng độ sớm thôi. Hoàn toàn có khả năng xảy ra những tình huống đụng độ sớm ngay ở đây. Box Gaming thì có vẻ họ đang lựa chọn cho mình phương án đó là loot dạo chăng. Họ có thể hướng đến khu vực Painan. Nhưng trong Painan thì đã có một người của bên phía team Make Color đó lên bé cao rồi. Vâng, với việc mà đội tuyển như bên phía team FFQ hay là đang có những diễn biến giao tranh bên phía team BMT với đội hình của HanQ rồi. FFQ nhảy cùng vị trí ở Kampong của đối phương. Cái việc mà khi mà chúng ta đang có kỹ năng cá nhân tốt nhưng cả hai đội tuyển đều chọn nhảy ở giai đoạn đầu game cùng nhau thì tự nhiên đã đẩy về một cái thế hên xui ở trong map thi đấu này. No Fear chọn khu vực vị trí Hà Tĩnh, Crazy Dog đang vị trí Cam Bravo. Còn bên phía team X Gamer quyết định đi rút dạo trong map thi đấu. Vâng, có vẻ như các thành viên của bên phía team HQ và các thành viên của BMT đang có những pha trao đổi qua lại rồi. Nhưng mà ở trong giai đoạn đầu này thì có lẽ cái việc mà quá ham bắn nhau thì nó sẽ dẫn đến những kết quả không hay. Chúng ta vẫn còn 63 player nên là chơi cẩn thận, không có gì sai trái cả. Có lẽ là BMT họ sẽ để cho chuột này di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm đấy thôi. Cố gắng lút nốt, nhảy nốt, có cái gì thì lấy hết đồ ở trong căn nhà to sau đó thì chạy. Vị trí nguy hiểm nhất ở trong map thi đấu này thì có vẻ như nó lại đang là vị trí an toàn nhất khi Paradise Resort đang hoàn toàn clear. Trong đó thì Bootcamp chỉ có đội tuyển duy nhất đó là Virus Gaming thôi. Bóc lại quyết định đi lút dạo trong map thi đấu. Maker là một mình lút ở vị trí ở Quarry cũng như là vị trí Painan. Còn Rune thì chúng ta nhìn thấy là có tới 3 đội tuyển đó là BMT, HQ cũng như bên phía 14 Maker. 14 Maker họ dàn 4 người ra trong một cái khoảng cách đó là 1,5 km. Lối chơi có vẻ như là khá tự tin của Maker. Và đâu đó thì chuột của bên phía team BMT anh ta cũng đã bị confirm mạng rồi. Rất là khó dành cho chuột trong ba vừa rồi khi anh ta bị vây bắt bởi 3 người. Một trận đấu mà chúng ta nhìn thấy là các thành viên FFQ và các thành viên Superstar họ chọn chung địa điểm đó là cơm gà Kampong rồi. Không biết là đội tuyển nào sẽ có được chicken dinner ở trong trận đấu này đây. Trong đó thì Amix họ sẽ loot ở trong khu vực đỉnh núi đá vị trí Hà Tĩnh. Và nhìn qua cái vòng bo này thì có vẻ như đây sẽ là một vòng bo đẹp dành cho đội tuyển khi mà nó không thuộc về khu vực núi đá vị trí đảo nhỏ. Chính xác rồi, một cái vòng bo mà nó sẽ có thiên hướng về khu vực phần đất to hơn. Và đây sẽ là một cái vòng bo mà sẽ khá là thành bại tại kỹ năng đây. Bởi vì là các player thì họ sẽ có những vị trí mà như nhau, có cái sức kết nối. Nó không bị phiến đá dựng đứng, à vách đá dựng đứng hay là những khu vực mà không thể chạm tới nhau được. Vâng, mà ở trong cái vị trí này thì cái khả năng chặn cầu trong map thi đấu Sanhok nó sẽ là tốt hơn so với những map thi đấu còn lại. Không đơn thuần chúng ta phải ở trên cầu mới có thể chặn được vị trí đối phương, cũng có thể là khai thác những đường núi bên cạnh. Và ở trong khu vực bên phía cánh trái tắt bốc thì nó lại thuộc về hai cái vị trí đỉnh đồi cực kỳ cao và có thể khai thác vào được. Đội hình bên phía của team No Fear họ vẫn đang chọn mình phương án loot ở Hà Tĩnh và bắt đầu di chuyển dạt sang bên phía cánh trái rồi. Đến với BAT, đội tuyển đang dẫn đầu trong bảng xếp hạng Gunslinger của chúng ta, thì đây là một đội tuyển mà đang thể hiện được khả năng càn quét rất là tốt. Một đội tuyển mà có vẻ như cái lối chơi của họ thì vẫn luôn dựa vào cái sự càn quét này. Họ vẫn chưa có quá nhiều cái sự thay đổi so với chính mình tại giải đấu lần trước. Và nếu tiếp tục chơi theo cái phong cách này thì anh không nghĩ là họ sẽ có thể tiến quá xa những cái vòng cao cấp hơn như là ở khu vực Đông Nam Á hay là trên thế giới. Bởi vì gần như cái việc mà cầy kill thì nó sẽ không thể diễn ra được ở những cái giải đấu lớn. Vậy là Lavender có một tình huống knock out một thành viên bên phía team Amix thành công ở trong giai đoạn đầu game rồi. Bên phía team No Fear thì cái vị trí của họ đang là xấu hơn so với các thành viên bên phía team Amix. Nhưng Amix lại là người mất. Cái ở hướng 6 giờ Hà Tĩnh này nó cũng đang có một cái đỉnh núi ở khu vực High Ground. Và có lẽ bây giờ vị trí hiếu mèo anh ta đang là người khai thác. Còn bên phía team River Killer thì họ bắt đầu di chuyển sang khu vực cầu cũng như là vị trí cánh trái của Paradise Resort. X-Gamer hoàn toàn clear ở cái khu vực của họ rồi. No Fear thì họ đang rất là thoải mái. Lượng trang bị ở đây tôi nghĩ là đầy đủ dành cho họ thôi.
Chưa gì đã nhìn thấy ông này cầm hẳn hai cái medkit rồi. Lượng máu ở trong map săn hốc này nó rất là quan trọng. Bởi vì đến những cái vòng bó tiếp theo thì giao tranh nó sẽ nổ ra rất là nhiều. Đôi khi chúng ta phải chọn cái phương án đó là đứng bên ngoài và cần máu, bởi vì đồng đội không có đủ để backup di chuyển vào vòng. Và bây giờ chúng ta đến với cái thính đầu tiên ở trong bản đồ, đó là một khẩu AUG có thêm checkpad, 60 viên đạn 5 giáp 3 mũ 3 và lô 3. Vòng bó đầu tiên đang thuộc về vị trí Tát Mốc, Paradise Resort, Hà Tĩnh, Quarry, Painan hay là khu vực Cam Bravo. Đội hình bên phía Team Riot Gaming vị trí ở Depsu, anh ta đang kiểm soát khu vực nhà chữ Y cùng với 4 người đồng đội, 3 người đồng đội của mình. Rõ ràng thì bên phía Team Riot Gaming họ đang muốn khai thác triệt để vị trí bút cam. Cảm giác như Box Gaming hơi nghèo trong một trận đấu này, khi mà Marco mới chỉ có cho mình mũ 1 thôi, lượng máu không nhiều. Luis thì anh ta vẫn kẹp theo trên lưng, đó là một khẩu Uzi. Và tất cả các thành viên của bên phía Team Box Gaming đều đang phải sử dụng những cái trang bị mà nó hơi, có thể dùng một từ là hơi yếu một chút. Toàn là mũ 1. Vậy là bên phía của team BMT 47 đã mất đi 2 người ở trong giai đoạn đầu game, và HQ như là thủ phạm khi họ đã có được trung bình 2 kill. Trong đó thì Amix đã mất đi 1 người vào tay các thành viên bên phía của team No Fear. Quyết định chọn phương án là bơi đến các thành viên bên phía Amix chăng? Cái thời điểm này mà bơi sẽ là cực kỳ nguy hiểm, khi mà cái vị trí của họ đang gần với khu vực đường bay tầm khoảng độ 1 km, sẽ là cực kỳ nguy hiểm. Còn Freaking Zoo sẽ di chuyển trùng vị trí các thành viên bên phía HQ. Box Gaming thì họ lựa chọn phương án rất thông minh, đó là di chuyển vòng quanh viên của bờ kênh. Nó sẽ giúp cho Box Gaming họ giữ được một cái vị trí không bị tấn công từ sau lưng. Còn đâu đó thì HQ lại tiếp tục tấn công các thành viên của bên phía Team Zoo, và Crocodile nằm xuống rồi. Còn đây là các thành viên của bên phía Team Zoo nằm lại, thì không biết là có bị confirm ngay tên là Sabo Toxic hay không. Tôi nghĩ là không có lý do gì không đẩy ra cả. HQ họ còn tới 4 người cơ. Trong đó thì Freaking Zoo họ đang là đội tuyển có cho mình được số điểm top 1 ở trên bảng tổng điểm. Và đây sẽ là một cái trận đấu mà có vẻ như trông Freaking Zoo lại kém may mắn, nhưng biết đâu hai người lại làm nên cái điều đặc biệt ở trong map thi đấu này. Chính xác, Freaking Zoo từ trước đến giờ Leo đến luôn và Leo cũng bị bắn gục. Có vẻ như là Freaking Zoo họ đang thi đấu nó quá chủ quan rồi. Leo không thể muốn đẩy ra để cố gắng cứu người đồng đội của mình, nhưng sao một thông sinh thì nó rất nhanh chóng vào cùng Leo. Và Freaking Zoo họ hiến thêm một người nữa dành cho các thành viên về team HQ. Vâng, quá tự tin vào kỹ năng cá nhân của mình, và bên phía Freaking Zoo họ đã phải trả giá. Bây giờ liền anh ta cần phải di chuyển ra khỏi khu vực vòng bò. Vòng bò đầu tiên nó lượng máu đốt không đau, nhưng mưa dầm thấm lâu khi mà chúng ta đã không còn cái lượng trang bị để có thể hồi máu nữa thì đó sẽ là điều cực kỳ nguy hiểm. Còn bây giờ bên phía thì Ripper Killer đang bắn nhau với đội hình bên phía của team No Fear, và vị trí Fireflying đang có tình huống xử lý tốt với Đông Bảo ở đây. Ngay lập tức đội hình bên phía No Fear trong một thành viên cuối cùng, tôi mở cánh đi vị trí Fireflying và clear hoàn toàn No Fear. Ripper Killer đến từ vị trí ở Zico có cho được 3 điểm. Trong khi đó thì vị trí Draw bị knock out nhưng sẽ là được cứu. Ripper Killer hoàn toàn còn nguyên 4 thành viên. Vâng, đây là một đội tuyển nếu để họ nắm thế chủ động thì các bạn có thể nhìn thấy chuyện gì diễn ra đấy. Các thành viên của đối phương chỉ chết trong vòng độ khoảng 10 giây thôi. Đúng vậy. Rất nhanh chóng tới từ Firefly aka Zico và quay trở lại đó. Tiếp tục là những tình huống xảy ra tới đây rất chính xác. Và có vẻ như là Amix họ sẽ gặp khó khăn đây trong những cái pha mà băng qua cái họng súng của bên phía team Ripper Killer. Box Gaming có một vị trí rất gần các thành viên của Virus. Họ đã phát hiện ra nhau rồi, nhìn qua cái thế trận cũng như phương án dàn đội hình của mình ra thì cả hai đội tuyển đều đã phát hiện ra nhau. Họ đang muốn va vào nhau, và đây sẽ là đội tuyển nào giành chiến thắng. Quả nết được trả ra, Marco anh ta còn 70% máu, vẫn đang không bị ảnh hưởng quá nhiều. Khi mà bị chịu ghè một lần nữa, đây là một player mở cánh quá xuất sắc cho bên phía team Box Gaming. Và Virus Gaming họ quyết định di chuyển lên khu vực high ground. Nhưng ở vị trí nhà này high ground sẽ cực kỳ hở, và nếu mà các thành viên phía team Box Gaming họ phát hiện ra thì lại là quay trở về khó khăn cho bên phía team Virus Gaming. Và ở đây thì Tom anh ta knock out thành công vị trí của Luis rồi. Một lần nữa Luis lại không được chơi game. Game đấu thứ tư và Luis mới chơi được một trận thôi. Vâng, trận anh ta được chơi thì đó là trận top 1. Còn trận này thì tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra đây, nhưng mà FFQ họ cũng đã liên tục gây ra những tình huống gạt giò các thành viên của bên phía team MakeColor. Đồng thời trong lúc chúng ta chứng kiến tình huống Luis anh ta bị bắn nốc rất là nhanh. Hai căn nhà của bên phía team Box Gaming để mà di chuyển sang để có thể cover thì cần những quả smoke. Và liệu rằng Box Gaming họ có thực hiện những pha smoke để lao sang cứu Luis hay không? Nhưng cái nhà của Louis là cái nhà không thể cứu rồi, khi bên phía team Virus Gaming họ chỉ nhồi một quả nết vào thôi là có thể confirm vị trí Louis. Nhưng rõ ràng Virus Gaming họ đang muốn thả con săn sắt bắt con cá rô để cho Louis tự mất máu đến chết. Nhưng bằng một cách nào đó thì ở đây ghe anh ta cũng phương án một cái vị trí cực kỳ đẹp, và hình như bên phía Virus Gaming họ trả quả nết ra đây. Họ hình như đã phát hiện ra một tình huống mở cánh tới được ghe rồi, có lẽ ghe sẽ bỏ chạy thôi. Luis anh ta đã không được chơi điện tử nữa rồi. Và đúng như dự đoán thì chỉ cần một quả nết thì Virus Gaming họ đã xử lý xong vị trí của Luis.
bên phía Teambox Gaming. Game đấu vừa rồi họ vừa có cho mình được cái top 1, nhưng có vẻ như ba đội tuyển ở trong cái bảng top 1, top 3 đang thi đấu cũng tốt, và F1 nằm xuống bởi vị trí Vinky. Với việc mà Captain bên phía team BAT đòi cạo đầu vị trí Bắc Kỳ thì đây là hai đội tuyển đầy duyên nợ trong vòng loại Việt Nam lần này. Và ngay lập tức thì BAT cho thấy cái khả năng giao tranh trực diện của mình tốt như thế nào. Ngay lập tức vòng cái pha mở ra và bắn gục luôn một thành viên của FFQ. Không biết là liệu họ có ép lên hay không. Luca cùng với người đồng đội của mình đã di chuyển xuống những cái vị trí an toàn hơn rồi. Có lẽ sẽ buông bỏ thôi. Và MKL, vâng, họ không thể thoát khỏi được họng súng của BAT. Bin là người hạ gục được một thành viên của bên phía team MKL rất nhanh, rất gọn. Vậy là từ đó họa mi không còn hot nữa rồi. Chính xác. Và bên phía ở team BAT nhìn qua một chút về lượng item đến từ vị trí của Bin thì anh ta có được một phớt e, 15 ban đét, cùng đó là 5 lọ nước. Với cái khẩu QBU này thì đem khẩu súng semi sniper khá là hay ở trong map thi đấu săn hốc, và chỉ có map thi đấu săn hốc mới có thôi, cùng với khẩu AR QBZ. Chính xác. Khẩu QBU này nếu như mà có thêm cho mình một băng đạn thêm nữa thì nó mới thực sự hủy diệt. Và cái khả năng nó nằm cỏ. Cái map này nó lại là một cái map đặc thù mà các player chúng ta rất thích nằm cỏ, và khẩu đó lại thiết kế dành riêng cho việc nằm cỏ nữa cơ. Chính xác, với hai cái chân trồng, cái độ giật gần như là sẽ được giảm thiểu đi tối đa. Varus thì có vẻ như là họ đang muốn đổ đèo xuống để có thể tấn công các thành viên của Box Gaming chăng? Cái vòng bo kéo ra khu vực khao làm trung tâm và có anh, tới khoảng 50% là được. Chúng ta nhìn cái rìa bo ở thời điểm bây giờ, cái rìa bo đầu tiên nó đang đông khủng khiếp như thế nào. Crazy Dog đang là đội tuyển mà nếu như họ khéo léo thì họ có thể vào luôn tầm bo. Trông rất giống là sẽ ở trong khao có tầm khoảng độ 7 đến 8 team. Và bây giờ lại một tình huống giao tranh các thành viên với Virus Gaming với đội hình của Hà Nội Team. Một lần đầu tiên tham gia một giải đấu online tầm cỡ khu vực như ở PMCO thì Hà Nội Team vẫn đang thể hiện khá là non trẻ, không có quá nhiều những cái tình huống mà trả đua đến những đội tuyển lâu đời. Và bây giờ thì Hà Nội Team tiếp tục mất người rồi, và chỉ có Ryan, anh ta đang cố gắng gây khó dễ cho bên phía Team Virus Gaming để họ không đẩy lên nữa. Nhưng không, Brick anh ta tấn công thẳng lên, đôi khẩu Uzi tầm gần, nhưng ai là người giành chiến thắng đây? Và bây giờ Ryan anh ta xây lô đã phải trả giá tính mạng của mình. Bên phía Hà Nội Team chỉ còn hai thành viên, đó là vị chiều Trader và Đông Đẹp Dài. Không, Trader cũng đã bị bắn gục rồi, và Đông Đẹp Dài có lẽ sẽ nhìn ba người đồng đội của mình ra đi thôi. Quá khó. Đông Đẹp Dài vẫn đang cố gắng bắn trả những tình huống sấy vẫn có mà, và liệu Hà cũng được ai hay không cũng đã câu máu được một vài thành viên của bên phía team Virus. Hà cũng được break hay không đây, vẫn đang là những tình huống táp rất tư tốn sàng, nhưng có lẽ là buông rồi. Tào Phố anh ta cũng sẽ bị bỏ lại đây, chết tới chết tôi. HQ ở trong game đấu này, họ đang là những người có số đam nhiều nhất, 359 đam dành cho vị trí của Sabu Tusik. Trong đó vị trí của Rin có cho mình được 332 đam. Đội hình của No Fear họ đã phải dừng lại ở top 15, nhưng vẫn đang có người có số đam nhiều nhất, đó là vị trí của Lavender, anh ta có cho mình được 300 đam. Vâng, có thể nói là các thành viên của bên phía team Hà Nội thì vào cái giải đấu lần này gần như là họ đang hơi non trẻ. Đúng và vậy. Đang bị các team khác bắt bài trong cả cái lối di chuyển cũng như là cái tình huống giao tranh. Ở đâu đó thì chiều bên phía Crazy Dog cũng đã hạ gục được cho mình một thành viên của đối phương. Và bên phía team Virus sau khi họ có cho mình 4 mạng thì họ đang rất là thoải mái để có thể tiếp tục di chuyển bò. Map Zenhok là một map mà chạy bộ sẽ là rất là tốt, không cần thiết phải sử dụng những cái phương tiện. Phát hiện ra BAT rồi. Đang đi bò thì chúng ta không nên có những tình huống giao tranh trực diện như vậy. Nó sẽ không đem lại lợi thế cho một ai cả. Cả hai đội tuyển cùng ôm nhau chết ngoài bò. Và nhắc lại một chút thì Hà Nội Team thì có cảm giác như Hà Nội Team đang bị tất cả các team ở trong giải lần này họ outplay. Do đó thì dù chúng ta kiến thức tốt như nào và trong đó vẫn sẽ là khó. Zuli có cho mình được mạng của F1 bên phía team FFQ thì cũng sấy nổ xe. Đội hình của bên phía team SS Virus Gaming BAT đang có những tình huống chặn nhau ở khu vực ngoài bò. Vâng, SS thì họ sẽ chặn đầu các thành viên phía team FFQ thôi. Còn Chunky Monkey cũng chọn phương án bắn rìa bò. Chunky Monkey khoảng mấy trận, 3 trận chưa có điểm tốt, nhưng họ vẫn đang trung thành của lối chơi rìa bò. Và Crazy Dog thì họ quyết định lựa chọn cho mình đó là gần khu vực Tát Mốc, một cái căn nhà ở giữa đường. Còn Khao thì là địa điểm của BMT và Ripper Killer. Amix họ cố gắng ra khu vực ven biển. Các thành viên của X-Gamer thì họ đã lựa chọn luôn đó là khu vực Tát Mốc rồi. Box Gaming cũng đang muốn áp sát dần vào khu vực Tát Mốc này. Trong đó đội hình bên phía team BMT 47 cũng đã bắt đầu di chuyển về vị trí Khao rồi. Tát Mốc là khu vực chỉ có thể đủ cho hai team thôi. Và nếu mà X-Gamer gặp phải những cái đối thủ mạnh, họ có những cái phương án đọc hết cái con đường đi ở trong khu vực Tát Mốc sẽ là coi như là chia tay đội hình bên phía X-Gamer. Nhưng khu vực Tát Mốc là vị trí rất dễ thủ dành cho bên phía X-Gamer. Chính xác, và đến với các thành viên của bên phía Crazy Dog có vẻ như họ đang ngăn cản cái việc di chuyển vào sâu hơn tới từ Superstar. Superstar gặp khó rồi. Superstar có cho mình được cái khu vực nhà có lẽ sẽ là an toàn, nhưng Ken anh ta cần phải tỉnh táo và di chuyển ra vị trí nhà của những đồng đội của mình. Vẫn đang có những tín hiệu bắn ra đến vị trí của Ken.
trong cái đó thì vị trí của Ducky. Vậy là đội hình bên phía team Chan Kim An Ki quyết định lấy cho mình những phương tiện di chuyển trong bò. Toàn bộ cánh trái của cái vòng bò thứ tư này, số lượng team phải tới 12 team họ đang ở đây. Chính xác, và các thành viên của bên phía team Amix cũng bắt đầu nổ súng ra tấn công các thành viên của bên phía team BMT. Amix có một cái vị trí mà nằm bên ngoài khu vực khao, nhưng họ có thể bắn vào bên trong rất là dễ dàng. Đó là Ken của bên phía team Superstar hạ gục các thành viên của bên phía team Chang Kim An Ki. Chang Kim An Ki mất rất nhiều người với các thành viên của Superstar. Họ bị clear hoàn toàn bởi các thành viên phía team Superstar từ giải top 14 rồi. Còn ở đây thì đội hình Crazy Dog tiếp tục bắn vào Superstar. Trước đó thì đội hình bên phía team Bóc Gaming bắn vào các thành viên bên phía team Virus Gaming. HQ đang có những mạng được vị trí của Đông Đẹp Dài bên phía team Hà Nội Team, và Hà Nội Team dừng lại top 13. Chỉ còn 37 player và 12 đội ở trong vòng bo thứ 4 và phút thi đấu thứ 17 thôi. Và bên phía Virus Gaming tiếp tục mất đi vị trí bridge đến từ Ben Su. Vâng, ở Virus thì có lẽ là họ sẽ phải từ tốn cứu nhau và tận dụng cái nhà kho này một cách tốt nhất. Đây là một khu vực mà khá hở. Vâng, họ phát hiện ra được cái đặc quyền về bên BAT đang liên tục là những cái pha mà X-Gamer sử dụng cho mình AK kèm với cái X6. Nhưng chưa thể hạ gục được một pha di chuyển của BAT. Việc đứng cầm khẩu AK cốp 6 mà lại còn trong tư thế đứng để có thể xấy tầm 200m trở lên đúng là khó như trời. Và bây giờ Virus Gaming họ đã bắt đầu bị chặn đầu lại, nhưng đây là khẩu Beryl. Virus khẩu súng này tầm khoảng 400m, đó là mạnh nhất ở trong tựa game PUBG Mobile thời điểm bây giờ rồi. Thậm chí anh ta đang full phụ kiện tay cầm dọc nữa. Không biết là liệu có đẩy vào hay không để có thể tấn công đối phương. Ở X-Gamer thì họ đang rất muốn có thể tấn công thẳng vào các thành viên của bên Virus, tránh việc bên phía team Virus họ có thể làm điều tương tự. Vâng, ở đâu đó thì Crazy Dog họ vẫn đang làm rất là tốt, chiều hạ gục được một người của bên phía team BAT, nhưng ngay lập tức Superstar cũng đã hạ gục lại chiều. Crazy Dog đang giữ một cái vị trí khá là quan trọng, nếu như họ có thể đánh bại các thành viên của bên phía team BAT thì cơ hội để có thể tiến vào bóng tiếp theo của họ sẽ rộng hơn rất là nhiều. Và Box Gaming cũng đang đi vào khu vực này, đây sẽ là một cuộc hỗn chiến nếu các thành viên của bên phía team X Gamer cũng có mặt. Và cái vị trí nhà bên phía team Crazy Dog cũng như là bên phía team BAT thì rõ ràng là Box bây giờ họ đang nhắm vào. Nhưng nếu mà Crazy Dog họ muốn đánh vào vị trí của BAT thì bắt buộc phải di chuyển qua đường. Sau đó thì Superstar một mình họ kiểm soát cho mình được 3 khu vực nhà. Vị trí của Khao chúng ta nhìn thấy đó là các thành viên bên phía team Reaper Killer. Và đang là những tình huống táp ra rồi. Crazy Dog họ đang muốn chặn lại các thành viên bên phía team BAT. Ghe có mình được mạng của Minky. Vậy là Bóc Gaming đánh vào mạng cổ có được mạng của Nam Xin. Và đó là tình huống 2v2. Ghe nằm xuống bởi vị trí Luka rồi. Dòng confirm vị trí của Ghe. Bóc Gaming đã bị sáu xé bởi hai đội tuyển. Và bên phía team BAT cũng đang đứng trước nguy cơ bị clear hoàn toàn bởi bên phía team Crazy Dog khi mà vị trí Pharaoh anh ta đang muốn em nết vào. Và Marco anh ta cũng đang phải nằm xuống rồi. Box Gaming họ không thể tiến sâu hơn. Có vẻ như các thành viên Crazy Dog tận dụng cái lợi thế của mình rất lớn. BAT là đội bị kẹp xàm, họ bắt buộc phải bắn các thành viên của bên phía team Box Gaming. Và Crazy Dog công việc rất đơn giản, chỉ là KS mạng và sau đó sẽ tận dụng việc BAT cũng đã bị động, họ sẽ có những quả nết được ném sang. Vòng bo tạm thời đang thuận lợi cho bên phía team Crazy Dog khi con đường di chuyển họ không gặp nhiều ảnh hưởng. Nhưng X-Gamer nếu mà họ tấn công được vị trí high ground sớm, đồng nghĩa việc bên phía team Crazy Dog đã bỏ qua khoảng thời gian quý giá của mình và nhắm vào đội hình của bên phía team BAT. Và đội hình của bên phía Reaper Killer có được cho mình mạng của BMT, và HQ mất người ở vị trí của lú bên phía X-Gamer. Và đội hình của bên phía team BAT tiếp tục bắn vào X-Gamer, nấp out được đến từ vị trí của Bin rồi. BAT vẫn cho thấy họ là một đội tuyển rất muốn săn kill trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Trước mặt họ không vào được bo rồi, họ quyết định sẽ bắn luôn tất cả những đội tuyển nào họ nhìn thấy đang đi vào bo. Mình không vào được thì mình sẽ kiếm điểm ở ngoài vậy. Đúng vậy, bên phía team X-Gamer đang chảy cối với hai viên vào đầu đến từ vị trí Obin. Anh ta knock out thành công và tiếp tục là đẩy vào đến các thành viên phía team BAT. Rồng có được một tình huống knock out, đập tổ knock out vị trí rồng. Liệu có chip bò hay không đây? Bên phía team BAT, Nam Xin đã yếu máu và đó là tình huống clear hoàn toàn BAT đến từ Crazy Dog vị trí của rồng. Vâng, rồng bây giờ thì có lẽ là anh ta sẽ phải cắn máu thôi, chứ anh ta không thể di chuyển tiếp được nữa rồi. Anh ta được gài lại là chốt chặn cuối cùng của bên phía chạy được, Crazy chạy Dog. Không biết là liệu có chạy kịp hay không. Bò đang khá đau. Vâng, Pharaoh đã là người chạy trước vào bên trong rồi. Và bây giờ thì rồng. Vâng, rồng liệu chạy kịp với cả cái tưởng bò đấy không cái đây. Bò dừng lại, nhưng cái bò vẫn đang chạy thì có lẽ rồng sẽ phải dừng lại ở khu vực ngoài bò thôi. Vâng. Và đó là những cái nỗ lực cuối cùng đến từ vị trí Crazy Dog rồng dành cho hai người đồng đội của mình. Vị trí của Pharaoh. Pharaoh có lẽ sẽ là người vào trước. Ở đâu đó thì HQ cũng đã mất đi vị trí của Rin. Chúng ta có 8 team và 16 player còn sống. Zuli cũng đã vừa bị knock rồi. Cái người mà đang hưởng lợi thế nhất có lẽ là FFQ và Superstar. Khi mà FFQ họ chiếm lĩnh được phần lớn vòng bo ở phía trên, và sau đó thì họ cũng gài được người vào vòng bo mới. Dali cùng với Chopper, mỗi người có cho mình một tình huống knock out. Phát hiện được vị trí của Pharaoh. Đáp rất tốt từ Dali. Pharaoh anh ta có gốc cây và có lẽ Pharaoh sẽ phải cắn máu rồi. Nhưng mà để di chuyển ra khỏi quá smoke cực kỳ khó. Chopper cạo đầu vị trí của Zuli thành công.
Và bây giờ vị trí của Ken cũng đã phải nằm xuống rồi. Đội hình bên phía Team Superstar hình như chỉ còn duy nhất vị trí của Leon thôi. Trong đó Pharo ta bắt đầu lộ. Khi mà ở trong tầm ngắn vị trí Dali và khẩu QBU này thì khó rồi, có lẽ là khó cho vị trí Pharo. Trừ trường hợp bây giờ các thành viên của bên phía Team FQ họ bị thu hút bởi một tình huống có mắt khác thì bay ra Pharo anh ta mới có thể sống sót rồi. Pharo vẫn còn máu, có lẽ bây giờ Pharo sẽ tiết kiệm phơ đê của mình để cắn và đợi chờ một cái kết quả tốt thôi, chứ còn Pharo bây giờ không thể di chuyển được nữa rồi. FQ họ đang ở trong bo thì cái cơ hội cho Pharo có thể vào bo là bằng không rồi, khi mà vị trí của Dali anh ta đã quyết định khóa vị trí của Pharo lại, thậm chí đang bắt đầu sử dụng khẩu QBZ để vào cúp 6 nằm xuống để thể focus vị trí Pharo. Thôi dựng chân trống lên thì bye bye Pharo. Pharo chắc là sẽ cắn máu thôi. Đúng vậy. Hai bịch phớt nhưng vẫn phải cắn bởi vì bây giờ di chuyển thì là tự sát, có lẽ sẽ chờ đợi các cái team khác họ bị cấu xé ở bên trong. Đấy rồi, quay trở lại với cả Ripper Killer, họ đang liên tục có những pha phản súng vào bên phía team BMT. Và bây giờ họ đâm vào bên trong bò và tấn công các thành viên của bên phía team FFQ chẳng. Nhưng họ lại bị bắn từ phía đằng sau bởi Cillian, đội trưởng của Freaking Zoo. Vâng, iBoy anh ta đã quyết định di chuyển đi. Leon nằm xuống ở Bucky, Superstar dừng lại top 6. Còn đây thì Ripper Killer đang muốn đẩy lên iBoy nằm xuống với các thành viên bên phía team FFQ. Pharo tranh thủ di chuyển và cực kỳ nhanh. Và bên phía team Ripper Killer đang có tình huống giao tranh trực diện bên phía team FFQ. Còn HQ, Luffy ở đây cùng với Pharo sẽ an toàn. Đội hình của FFQ còn 3 người. Trận đấu có cho mình được trận đấu thứ 3 họ có top 2. Liệu trận đấu thứ 4 họ có cho mình được top 1 hay không? Chiếm ưu thế hoàn toàn ở trong vòng bo cuối cùng sẽ là một tình huống mà 3 vs 1 vs 1 vs 1 đến từ FFQ. Vâng, tôi nghĩ là FFQ cái cơ hội để họ có được top 1 trong trận đấu này có lẽ khá là dễ dàng. Cillian cũng đã nằm xuống và Crazy Dog, Pharo anh ta đã có một pha rất Freaking kiên nhẫn. Freaking Zoo dừng lại ở top 4 dù là gặp khó ở trong giai đoạn đầu game nhưng cuối cùng họ vẫn kéo được lên cái top 4. Em thấy hình bóng của đội tuyển nào không? Vâng, đó là Team Secret. Rất giống, thực sự là rất giống cái khả năng sinh tồn của Freaking Zoo. Có lẽ cái việc đặt tên là Freaking Zoo đã giúp cho họ có được cái sức mạnh. Nhưng rõ ràng chúng ta nhìn thấy là những cái đội tuyển top trên họ cũng đang phải chật vật để có thể cày điểm. Trong đó Freaking Zoo họ có bắt đầu bắn theo lối chơi cực kỳ chậm thôi. Pharo đang có những động thái tiếp tục sinh tồn ở trong vòng bo này. Liệu FFQ có phạm phải một cái sai lầm giống như ở trong game đấu trước và để lọt top 1 vào tay đội tuyển khác hay không? Và thực sự bây giờ nếu mà để cho FFQ phạm phải một cái sai lầm thì có lẽ là thực sự nó sẽ rất là đáng tiếc bởi vì họ đang có lợi thế quá lớn rồi. Luffy cũng đang bò vào bên trong. Pharo có lẽ sẽ là người phải đứng lên chạy trước và Pharo sẽ bị bắn rồi. Có gốc cây dành cho Pharo. Chopper anh ta hết đạn rồi. Pharo vẫn đang chạy lên gốc cây và Pharo anh ta đã bị hạ gục. FFQ họ có 12 kill trận đấu này và cơ hội để họ có được top 1 là quá rõ ràng. Một mình Luffy chống lại 3 người của bên phía team FFQ. Tôi không tin điều đó sẽ xảy ra. FFQ đã bắt đầu đứng lên để có thể càn quét và hiện ra quả smoke này gì. Luffy chắc chắn chết rồi. Vậy là tình huống làm gì? Di chuyển kiểu này thì có lẽ là top 1 dành cho bên phía team FQ. Khi bắt đầu họ truy quét đi, Luffy anh ta vẫn đang cố gắng nâng cỏ. Nhưng mà bot đã bắt đầu co vào. Các thành viên team FQ họ đã bắt đầu sấy vào trong quả smoke của đó là top 1 dành cho FQ đến từ vị trí ở Bucky.